Vâng, Đan Trường và Cẩm Ly nghĩ rằng Đan Trường và Cẩm Ly được ngày hôm nay là cũng do vì khán giả và các bạn đã ủng hộ và yêu mến Đan Trường và Cẩm Ly mới giúp cho Đan Trường Cẩm Ly đứng được ngày hôm nay. Đan Trường xin cảm ơn tất cả vị khán giả và các bạn trong suốt thời gian qua đã giúp Đan Trường và Cẩm Ly. Đan Trường xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Vâng, Cẩm Ly xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, họ cũng vẫn rất là bối rối. Thưa quý vị, Cẩm Ly, một người hát những ca khúc rất là dịu dàng, và chắc là các bạn trẻ ở đây đều hiểu rằng những ca khúc mà Cẩm Ly trình bày bao giờ cũng trong đó man mác những tình yêu, mà trong đó tất cả chúng ta đều thấy nhẹ con tim mình hơn. Nhưng bây giờ sẽ là một ca khúc mà Cẩm Ly dành cho quý vị, một bài hát mà tất cả chúng ta có lẽ có một lúc nào đó cũng đã rơi vào tâm trạng đó, tức là đột nhiên chúng ta thương nhớ người dưng. Người dưng, để thương nhớ người dưng, để một ngày nào đó người dưng ấy trở thành người yêu. Và ca khúc này của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Và chúng ta đã biết rằng Nhất Huy vốn là một chàng nhạc sĩ cũng vừa mới nhận được giải thưởng của Làn Sóng Xanh cho nhạc sĩ có nhiều ca khúc được thính giả yêu thích nhất. Và anh thường viết những bài hát tình yêu rất là dịu dàng. Thế nhưng lần này lại có một tình yêu khác, tình yêu dành cho người dưng. Chúng ta hãy nghe ca khúc này qua phần trình bày của Cẩm Ly và hãy lắng nghe những giai điệu kỳ diệu của nó. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Nhưng cũng phải nói thú thật với quý vị như này, chúng tôi đã nhận được rất là nhiều yêu cầu, đầy cả, gần như đầy cả một thùng. Nhưng mà thưa quý vị, những yêu cầu cho các ca sĩ đã hát rồi đã phải loại trừ, và chúng tôi đã phải làm công tác loại trừ, để rồi sẽ còn lại những ca sĩ rất đáng yêu mà quý vị đang mong chờ họ hát. Và có một chàng ca sĩ trẻ vừa vinh dự bước vào top 10 ca sĩ được yêu thích nhất của làn sóng xanh. Anh hát một bài mà tất cả các quý vị ở đây đang rất mong chờ. Quý vị có thể đoán.